Bản lĩnh thì có đấy, nhưng đắng thì không chịu được. Mỗi vlog thách thức Thánh Đu Đủ và cái kết. Không biết khởi nguồn từ đâu mà danh xưng Thánh Đu Đủ lan truyền trên mạng xã hội và một số người thì nhau thực hiện thử thách ăn cành, ăn lá của cây đu đủ thay vì ăn quả như người bình thường. Một người đàn ông tên là Vũ Vlog đã thực hiện trải nghiệm ăn lá đu đủ khiến cộng đồng mạng phải cười bò. Có chỗ đứng trên TikTok về đẳng cấp ăn đu đủ. Hãy nhìn đây này. Đây là bột canh thần thánh. Mời tất cả anh em ăn luôn. Mời Thánh Đu Đủ luôn. Ôi giời ơi. Ra lại đẳng cấp cho Thánh Đu Đủ. Nhiều người đã để lại những bình luận như sau. Người thành công luôn có lối đi riêng. Làm gì đấy chúng khét đấy người. Hẳn là không cùng đẳng cấp cơ. Tưởng thế nào. Bạn thấy màn trả lại đẳng cấp này ra sao? Nói chung là đừng dại mà đu trend này đấy nhá. Quả ngon quả ngọt không ăn lại cứ đi ăn lá cơ. Kỳ lạ thật đấy. Và nhớ là ủng hộ 8TV bằng cách like, share và đăng ký theo dõi mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị bạn nha.